Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với bản tin của tuổi bóng đá. Kính thưa quý vị, kết quả trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và tuyển U19 Philippines có lẽ rằng sẽ khiến cho rất nhiều người bất ngờ mà chắc chắn sẽ khiến cho tất cả người Đông Nam Á sẽ cảm thấy bật ngửa. Bởi trước khi trận đấu này diễn ra thì đội tuyển U19 Philippines như chúng ta đã biết, họ đã gây ra được một sự khó khăn cực lớn dành cho đội tuyển U19 Thái Lan. Và có lẽ chăng chỉ là do may mắn thôi thì Thái Lan mới có được một trận thắng, có được 3 điểm quý giá trước đối thủ này. Và nếu ngày hôm nay chứng kiến những thời điểm đầu tiên mà đội tuyển U19 Philippines trình diễn một lối chơi có thể nói rằng là rất sức mạnh, thì chúng ta đều thấy rằng là quả thực vừa qua một trận đấu mà đội tuyển U19 Philippines làm khó khăn hàng thủ của đội tuyển U19 Thái Lan thì họ thực sự là một đối thủ rất đáng gờm. Thế nhưng ngay sau đó khi mà đội tuyển U19 Việt Nam của chúng ta đã có những bàn thắng, chúng ta đã có được những sự tự tin trở lại thì bản lĩnh cũng như là cái trình độ đã được thể hiện. Đội tuyển U19 Việt Nam đã có một chiến thắng rất đậm đà trước đội tuyển U19 Philippines vào trận đấu buổi ra rất sớm vào buổi chiều ngày 4 tháng 7 vừa qua. Trước khi trận đấu này diễn ra thì có rất nhiều các chuyên gia đến từ Indonesia rồi đến từ Malaysia cũng có chung một nhận định rằng là đội tuyển U19 Philippines mặc dù đã thể hiện tốt và đã gây ra được một khó khăn lớn cho đội tuyển U19 Thái Lan. Thế nhưng nếu đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu với đúng năng lực của mình thì đội tuyển U19 Philippines sẽ không thể là đối thủ của đội tuyển U19 Việt Nam được. Và quả thực ngày hôm nay thì tỷ số thực sự rất đậm và chúng ta thấy được là những cầu thủ của đội tuyển U19 Việt Nam đã thể hiện được sự tự tin lớn hơn rất nhiều trong trận đấu đầu tiên. Thế nhưng bên cạnh đó cũng phải dành những lời ngợi khen dành cho đội tuyển U19 Philippines. Ngày hôm nay họ đã thi đấu rất hay và đã có những thời điểm, có những cơ hội để dứt điểm. Thế nhưng có lẽ chăng là họ không thi đấu thành công mà thôi. Thế nhưng càng thi đấu thì những cầu thủ của U19 Việt Nam vẫn càng thể hiện được cái bản lĩnh tuyệt vời của mình. Và có lẽ rằng chiếc thẻ đỏ của thủ môn bên phía đội tuyển U19 Philippines là một dấu chấm hết dành cho đội tuyển nước này. Nó cho thấy được rằng là cái sự bất lực khi mà đối đầu với đội tuyển U19 Việt Nam với một cái tinh thần cao nhất đã lên cao, sự tự tin. Và bằng chứng là chúng ta đã thấy được là bản lĩnh của những cầu thủ khi mà thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. Khuất Văn Khang đã lấy được bóng và buộc hậu vệ đội bạn phạm lỗi của mình. Và chính Khuất Văn Khang thì đã có bàn thắng trên chấm 11m. Và ngay sau đó thì cũng một tình huống khi mà đội tuyển U19 Việt Nam chúng ta được hưởng một quả penalty. Tiếp tục là cầu thủ số 14 Văn Trường đã có một pha bóng tận dụng tốt cái sai lầm của đối thủ và một cú Palenka thể hiện được sự bản lĩnh, sự tự tin của những cầu thủ U19 Việt Nam. Và quả thực thì qua từng trận đấu một chúng ta đều thấy rồi, đội tuyển U19 Việt Nam những cầu thủ còn rất trẻ thôi. Thế nhưng chúng ta có thừa những sự tự tin và đây sẽ là điều mà chúng ta rất cần ở những cầu thủ trẻ. Mà đặc biệt thì tiền đạo mà chúng ta đang rất tin tưởng số 9 đó chính là Quốc Việt thì trong mỗi hiệp đầu đấu đầu tiên chỉ trong vòng có vài phút thôi thì chúng ta đã có được bàn thắng. Và đây là điều mà thực sự rất quan trọng cho bóng đá, đó là những thời điểm đầu tiên khi mà đôi bên đối thủ chưa đóng máy và đôi khi sẽ có những sai suất thì chúng ta đã tận dụng được tốt những cơ hội ở ngay đầu mỗi hiệp để có được hai bàn thắng đầu tiên. Như vậy là sau hai trận đấu đầu tiên thì đội tuyển U19 Việt Nam của chúng ta đã có được 4 điểm với một trận hòa và một trận thắng. Và đây chắc chắn sẽ là bàn đạp rất lớn để chúng ta tự tin hướng đến những cuộc đối đầu sắp tới với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chúng ta, kể cả đó là Myanmar và cao nhất đó chính là đội tuyển U19 Thái Lan. Thực tế trong trận đấu đầu tiên thì cũng đã có khá nhiều những chê trách liên quan đến vấn đề về mặt thể lực của những cầu thủ U19 Việt Nam. Thế nhưng khi đó thì chính ông Shin Tae-yong bên phía của U19 Indonesia cũng có khẳng định rằng đó chính là vấn đề về mặt tâm lý. Tâm lý đã khiến cho những cầu thủ của U19 Việt Nam gặp những vấn đề mà khiến cho thể lực đi xuống rất nhanh và thậm chí rất nhiều những cầu thủ đã bị chuột rút. Thế trong trận đấu ngày hôm nay khi mà đối đầu với đội tuyển U19 Philippines với một lối chơi cũng rất giàu sức mạnh, khả năng passing tầm cao của họ cũng cực tốt, đeo bám cực tốt thì những cầu thủ U19 Việt Nam chúng ta gần như không có bất cứ một cầu thủ nào bị chuột rút cả. Những pha thay người chủ yếu cũng để là thay đổi mặt chiến thuật và khi mà chúng ta đã có được những bàn thắng dẫn trước và cơ hội gần như chiến thắng là 100% rồi. Những trung vệ được đưa vào và những cầu thủ như là Khuất Văn Khang cũng đã được đưa ra. Những cầu thủ chủ chốt của đội tuyển U19 Việt Nam đã phải cày ải khá nhiều. Vì vậy mà huấn luyện viên Đinh Thế Nam rất muốn để cho những cầu thủ này có được những thời gian để nghỉ ngơi. Và thực sự ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là các cầu thủ Việt Nam dù là có khó tính nhất đi chăng nữa thì cũng phải cảm thấy hài lòng với những gì mà những cầu thủ trẻ của chúng ta ngày hôm nay đã thể hiện được. Thực sự đây là một trận đấu khá là bất ngờ với tỷ số rất đậm dành cho đội tuyển U19 Việt Nam. Bởi quả thực trước khi trận đấu diễn ra thì với những gì mà đã thể hiện ở hai trận đấu đầu tiên của Việt Nam cũng như là Philippines
thì không ai nghĩ rằng là chúng ta lại có một trận đấu thăng hoa và lại bùng nổ đến như vậy. Một tỷ số rất đậm đà. Trận đấu trước đó chúng ta không ghi được bàn thắng nào, thế nhưng ngày hôm nay thì liên tiếp những bàn thắng đã đến với những cầu thủ của U19 Việt Nam. Quý vị bạn nhận xét như thế nào về trận đấu ngày hôm nay thì hãy để lại một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tùng Lái nhé. Và thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới quý vị và bạn cũng là một thông tin cũng rất nóng liên quan đến U19 Indonesia. Nó chính là mới đây thì Liên đoàn bóng đá của Indonesia đang phải đối diện với một án phạt có thể nói rằng khá nặng vì đốt pháo sáng trong trận đấu gặp U19 Việt Nam. Các cổ động viên đã phải gửi thư xin lỗi. Cụ thể đó là pháo sáng đã xuất hiện ở trận đấu giữa U19 Indonesia và U19 Việt Nam vào ngày 2 tháng 7 vừa qua. Liên đoàn bóng đá của Indonesia sẽ chuẩn bị nhận một án phạt từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vì sự cố này. Mặc dù chỉ là giải đấu ở cấp độ đội tuyển U19 thôi, thế nhưng thực sự là chúng ta cũng cảm thấy rất vui vì các cổ động viên của Indonesia vẫn cho thấy được cái sự cuồng nhiệt của mình khi mà vừa qua đón tiếp đội tuyển U19 Việt Nam. Một bầu không khí rất sôi động và thậm chí là rất ngột ngạt khi mà các cổ động viên chủ nhà của U19 Đông Nam Á đã tạo nên. Khoảng 30.000 các cổ động viên đã lấp kín sân vận động. Và chính vì thế mà Luân Đình Thế Nam cũng có thừa nhận rằng chính sự cuồng nhiệt của các cổ động viên cũng đã khiến cho những cầu thủ của U19 Việt Nam bị tâm lý, có những sự căng thẳng và dẫn đến một số những chấn thương khá là đáng tiếc. Và Liên đoàn bóng đá của Indonesia thì hoan nghênh những gì mà các cổ động viên cũng đã đến sân. Tuy nhiên thì một sự cố đã diễn ra ở khoảng thời gian cuối của trận khi mà một số các cổ động viên của họ đã đốt pháo sáng. Khán giả theo dõi qua truyền hình có thể nghe rõ những tiếng bùm bùm nổ rất lớn ở trên sân. Và đương nhiên mang pháo vào sân là một điều cấm kỵ ở tất cả các giải đấu, chứ không chỉ là Đông Nam Á đâu. Mà Liên đoàn bóng đá của Indonesia chắc chắn sẽ bị trừng phạt bởi cái sự kiện này. Đó chính là những gì mà tờ báo của Bola của Indonesia họ có khẳng định. Và khu vực xuất hiện pháo sáng là nơi các cổ động viên của Uncac Gruda hoạt động. Và đại diện của hội cổ động viên lớn nhất của Indonesia cuối cùng thì cũng đã phải gửi thư xin lỗi lên phía Liên đoàn bóng đá của Indonesia về sự việc trên khi mà nói rằng đây là một hành động của một số các cá nhân thiếu ý thức. Trước khi trận đấu diễn ra thì chúng tôi cũng đã phải phát đi thông điệp và báo rằng là các cổ động viên không được mang pháo sáng vào sân. Và ngay khi phát hiện pháo sáng, chúng tôi đã cố gắng hợp tác với nhân viên an ninh để khống chế người đốt. Dù sao thì chúng tôi cũng xin lỗi vì sự việc đã xảy ra. Bức thư xin lỗi này là lời khẳng định sự hợp tác của chúng tôi với các cơ quan an ninh cũng như Liên đoàn bóng đá của Indonesia trong trận đấu sắp tới. Đó là những gì mà đại diện của hội cổ động viên này có chia sẻ. Và đương nhiên thì thực sự tôi thì cũng cảm thấy cũng khá vui bởi với một giải đấu trẻ ở Đông Nam Á mà chúng ta có được sự quan tâm lớn đến từ các cổ động viên như thế này, không chỉ Việt Nam, thì tôi nghĩ đó là một tín hiệu rất là vui. Thế nhưng bên cạnh đó thì thực sự là pháo sáng là một vấn đề thật sự rất nghiêm trọng mà chúng ta đã phải cấm kỵ rồi. Bởi thực tế là trong quá khứ có rất nhiều những tai nạn thương tâm đã xảy ra, vì vậy mà người ta mới cấm, còn nếu không làm sao thì chả ai cấm làm gì cả. Chính vì vậy mà hy vọng rằng là chúng ta sự cổ vũ cuồng nhiệt, kể cả các đội cổ động viên của Việt Nam nữa hay là Indonesia. Đương nhiên chúng ta rất muốn rằng cái số lượng khán giả đến sân sẽ mang đến một bầu không khí tuyệt vời. Bởi ngay cả khán giả khi mà xem qua màn ảnh nhỏ thôi, chúng ta cũng rất muốn là trên sân có các cổ động viên được nghe những tiếng hò reo. Thực sự đó là không khí tuyệt vời. Thế nhưng mà chúng ta có lẽ chăng hãy nên tiết chế lại cái cảm xúc mà đừng mang pháo sáng vào sân. Có thể sẽ gây ra những sự nguy hiểm. Và bên cạnh đó đương nhiên là sẽ bị phạt rồi, đúng không ạ? Thì lại hy vọng rằng bên phía Liên đoàn bóng đá của Indonesia sẽ rút kinh nghiệm về vấn đề này. Và đương nhiên thì chúng ta cũng thế thôi. Thế nhưng quả thực thì với bóng đá Việt Nam khi mà chúng ta thi đấu ở các cấp độ đội tuyển thì chúng ta thấy rằng không có pháo sáng đâu. Chỉ có Felix thì chúng ta có xuất hiện thôi. Vì vậy mà đây là thông tin mà tôi nghĩ rằng các cổ động viên của chúng ta, những cổ động viên có thể nói rằng có cái nhận thức tốt thì chúng ta đã làm rất tốt. Mặc dù rất cuồng nhiệt của Vũ, thế nhưng chúng ta vẫn tuân thủ luật một cách rất đúng đắn, đúng không ạ? Và tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.